Đặc điểm đất Việt Nam. Đất, thổ nhưỡng là sản phẩm của thiên nhiên do nhiều nhân tố hình thành. Đất còn là tư liệu sản xuất chính từ lâu đời của sản xuất nông lâm nghiệp. Đất ở nước ta đã được nhân dân sử dụng, cải tạo, phát triển và trở thành tài nguyên vô cùng quý giá. 1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam. A nhỏ, đất ở nước ta rất đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam. Sự đa dạng của đất là do nhiều nhân tố tạo nên như đá mẹ, địa hình, khí hậu, nguồn nước, sinh vật và sự tác động của con người. Em hãy đọc tên các loại đất ghi ở hình 36.1. Các em nhờ thầy cô và các bạn hướng dẫn thêm. B nhỏ, nước ta có 3 nhóm đất chính. Nhóm đất ferrite hình thành trực tiếp tại các miền đồi núi thấp. Nhóm này chiếm tới 65% diện tích đất tự nhiên. Đặc tính chung của đất là chua, nghèo mùn, nhiều sét. Đất có màu đỏ, vàng do có nhiều hợp chất sắt, nhôm. Các hợp chất này thường tích tụ thành kết phon hoặc thành đá ong nằm cách mặt đất khá sâu, 0,5 đến 1 mét. Khi đá ong bị mất lớp che phủ và lộ ra ngoài trời, sẽ khô cứng lại. Đất bị xấu đi nhanh chóng và không thể trồng trọt được. Muốn hạn chế hiện tượng đất bị xói mòn và đá ong hóa, chúng ta cần phải làm gì? Đất ferrite hình thành trên đá ba gian và đá vôi có màu đỏ thẫm hoặc đỏ vàng, có độ phì rất cao, thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp. Quan sát hình 36.2, em hãy cho biết đất ba gian và đất đá vôi phân bố chủ yếu ở những vùng nào. Nhóm đất mùn núi cao. Khi lên núi cao, nhiệt độ giảm dần, đất ferrite chuyển dần sang các loại đất mùn ferrite và đất mùn núi cao, hình thành dưới thảm rừng á nhiệt đới hoặc ôn đới vùng núi cao. Nhóm đất này chiếm khoảng 11% diện tích đất tự nhiên, chủ yếu là đất rừng đầu nguồn cần được bảo vệ. Nhóm đất bồi tụ phù sa sông và biển chiếm 24% diện tích đất tự nhiên. Nhóm đất này tập trung tại các đồng bằng lớn, nhỏ, từ Bắc vào Nam. Rộng lớn và phì nhiêu nhất là đồng bằng sông Cửu Long, 40.000 km2, và đồng bằng sông Hồng, 15.000 km2. Độ phì của đất phù sa phụ thuộc vào đặc tính phù sa của các sông và chế độ canh tác của con người. Đất phù sa nhìn chung rất phì nhiêu, dễ canh tác và làm thủy lợi. Đất tơi xốp, ít chua, giàu mùn, thích hợp với nhiều loại cây trồng, lúa, hoa màu, cây ăn quả, vân vân. Nhóm đất này cũng chia thành nhiều loại và phân bố ở nhiều nơi. Đất trong đê, đất ngoài đê hay đất bãi bồi, khu vực sông Hồng. Đất phù sa cổ miền Đông Nam Bộ, đất phù sa ngọt dọc sông Tiền, sông Hậu, đất chua, mặn, phèn ở các vùng trũng Tây Nam Bộ, vân vân. 2. Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam. Hàng ngàn đời nay, cuộc sống của nhân dân ta, trước hết là nông dân, đã gắn bó với đất đai và cây lúa nước. Những kinh nghiệm về sử dụng, cải tạo đất của cha ông ta còn lưu truyền và được chúng ta tiếp nhận, phát huy. Ngày nay, nhiều vùng đất nông nghiệp của nước ta đã được cải tạo và sử dụng có hiệu quả, năng suất và sản lượng cây trồng đã tăng nhiều lần so với trước đây. Tuy nhiên, việc sử dụng đất ở nước ta vẫn còn có nhiều điều chưa hợp lý. Tài nguyên đất bị giảm sút, có tới 50% diện tích đất tự nhiên có vấn đề cần phải cải tạo. Riêng đất trống, đồi trọc bị xói mòn mạnh đã tới trên 10 triệu hecta. Nhà nước ta đã ban hành luật đất đai để bảo vệ và sử dụng đất ngày càng tốt hơn. Nước ta có 3 nhóm đất chính, nhóm đất ferrite miền đồi núi thấp và nhóm đất mùn núi cao chiếm 76% diện tích đất tự nhiên. Phát triển trên nhiều loại đá mẹ khác nhau, thường được trồng rừng và cây công nghiệp lâu năm. Nhóm đất phù sa chiếm 24% diện tích đất tự nhiên, đất tơi xốp và giữ nước tốt, được sử dụng trong nông nghiệp để trồng lúa, hoa màu và cây công nghiệp hàng năm. Đất đai là tài nguyên quý giá, cần phải sử dụng đất hợp lý,
chống xói mòn, rửa trôi, bạc màu đất ở miền đồi núi và cải tạo các loại đất chua, mặn, phèn ở miền đồng bằng ven biển. Câu hỏi và bài tập. Một nhỏ, so sánh ba nhóm đất chính ở nước ta về đặc tính, sự phân bố và giá trị sử dụng. Hai nhỏ, vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta và rút ra nhận xét. A nhỏ, đất Ferrolit đồi núi thấp, 65% diện tích đất tự nhiên. B nhỏ, đất mùn núi cao, 11% diện tích đất tự nhiên. C nhỏ, đất phù sa, 24% diện tích đất tự nhiên.